Dạ, bài ba. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Xá Lá với đại chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây. Sau khi đi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn mong Thế Tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi người chăn bò ấy sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy sau khi đêm đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi và báo thời giờ cho Thế Tôn, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đến trú xứ của người chăn bò ấy với chúng tỳ kheo. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, người chăn bò ấy tự tay mời làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, với cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chăn bò ấy từ tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: ba, nếu có độc ác gì, kẻ thù hại kẻ thù, tâm định hướng tà vại, còn làm ác hơn nữa. Và hết. Và mến mời bằng tay của Sức Gina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Huỳnh Ni, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Itiwuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, phẩm Mê Ký Giác. Bài 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Xá Lá với đại chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn,
làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời, ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng, nhận lời. Rồi người chăn bò ấy, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm, sữa đặc và bơ tươi, và báo thời giờ cho Thế Tôn, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi đến trú xứ của người chăn bò ấy. Với chúng tỳ kheo, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, người chăn bò ấy tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, với cơm, sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạn mạng sống của người chăn bò ấy tại biên giới của Ngài. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm, sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy, bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạn mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà vậy, còn làm ác hơn nữa. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính tri ân đạo tràng ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con thành kính thành lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, cảm ơn Sít Dạng, Sít Tina, cô Dạng Đông ạ. Cảm ơn chú Bát Thân Hà chú. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân. Con xin phép được đọc kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Ta Cá, kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, phẩm Mê Ký Giá, bài 3. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Sa Lá với đại chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn với phải trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời, ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi người chăn bò ấy sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm, sữa đặc và bơ tươi, và báo thời giờ cho Thế Tôn, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi đến trú xứ của người chăn bò ấy. Với nhau, sau khi đến ngồi xuống một bên chỗ đã soạn sẵn, người chăn bò ấy tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, với cơm, sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ
người chăn bò đang ngồi một bên từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy, bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà vậy, còn làm ác hơn nữa. Thế đã, dạ con đã đọc xong. Con xin phép được xin đất người khác ạ. Dạ, con sư mai Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sư mai kính chào chư quý thiện hữu. Sư mai xin đọc Kinh Tiểu Bộ, Y Tí Bút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết chương 4, Phẩm Mê Ghi Giá, bài 3. Út này chắc có lẽ là trang 38. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Xá Lá với đại chúng tỳ kheo, rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi bên một bên, bên một ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi người chăn bò ấy sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy sau khi đem đến đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi với bao và báo thời giờ cho Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay đã đến thời cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của người chăn bò ấy với chúng tỳ kheo. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, người chăn bò ấy tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật và vị cầm đầu với bữa cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên Đức Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên. Rồi từ chỗ ngồi dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy bạch Thế Tôn: đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà vậy, còn làm ác hơn nữa. Dạ, chấm hết. Kính mời quý vị nha, quý vị nè. Kính mời huynh, kính mời những vị mà chưa đọc lên đọc nha, sự mà chưa biết hết quý vị. Sa thu sa thu thành tài chích sư mai. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ cho đại đức tăng. Kính chào quý tôn nữ cùng toàn thể quý đạo hữu trong rung.
con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, kinh Phật Tử Thuyết, chương 4, phẩm Mê Khi Giá, bài 3. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Sa Lá với đại chúng tỳ kheo, rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống đi đến một gốc cây. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy, sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi người chăn bò ấy, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đành lấy Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi, và báo thời giờ cho Thế Tôn, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp đi, cầm bát đi đến trú xứ của người chăn bò ấy và chúng tỳ kheo, sau khi đến ngồi xuống một bên chỗ đã soạn sẵn. Người chăn bò ấy tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, với cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi Đức Phật đã dùng, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà vậy, còn làm ác hơn nữa. Dạ, đến đây là hết. Dạ, còn xin được xuống mic. Chào cô tư nữ thầm Sari, cô tư nữ nhiệt pháp với Nick Chifin vừa vào room và Vatana, xin được nhường lại cho cô tư nữ nhiệt huỳnh. Kính mời cô. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Vatana. Nam mô Bích Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Minh Vatana đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính, con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Pháp kính lễ của phụ nữ Thâm Má Cha Rí. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và sa thú lành thai, Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná, cô Sương Mai, cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Thi Na, Pháp Nguồn Lào Cai và tất cả quý vị đã đưa bàn tay lên ôn bài tiểu bộ kinh ngày hôm nay. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tân giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá,
Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bương bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ Vinh ơi, dạ cảm ơn Vinh Quá Thành cho bài học. Và trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Kinh Tiểu Bộ Ittivuttaka. Kinh Phật Tự Thuyết chương 4 phẩm Mê Ghi Giá bài 4. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Ra Chá Gá Há tại quê lú Quá Ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta và Tôn giả Maha Mất Gách La Na trú ở động chim Mồ Câu. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong, đang nhập định. Có hai dạ so là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các dạ so ấy thấy Tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy, một dạ so nói với dạ so thứ hai: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Được nghe nói vậy, vì dạ so này nói với dạ so ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai, vị dạ so ấy nói với vị so này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Lần thứ hai, vị dạ so này nói với vị so ấy: Chớ có làm vậy, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ ba, vị dạ so ấy nói với vị so này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này. Lần thứ ba, vị dạ so này nói với vị dạ so ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi dạ so ấy không nghe theo, dạ so này liền đánh trên đầu Tôn giả Sariputta. Với cái đánh này có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy dạ so ấy hét lớn: tôi bị cháy, và rơi vào đại địa ngục. Tôn giả Maha Mộc Gạch Là Ná với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy Tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với Tôn giả Sariputta:
Mong rằng hiện giả có thể khâm nhận, mong rằng hiện giả có thể chịu đựng, mong rằng hiện giả không có đau đớn. Này hiện giả, Mộc Gạch La Na, tôi có thể khâm nhận. Hiện giả Mộc Gạch La Na, tôi có thể chịu đựng. Hiện giả Mộc Gạch La Na, nhưng đầu tôi có đau. Thật vi diệu thai, hiện giả Sariputta, hiện giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây, thưa hiện giả Sariputta, có con giả so đánh trên đầu hiện giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: Này hiện giả Mộc Gạch La Na, tôi có thể khâm. Này hiện giả Mộc Gạch La Na, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật vi diệu thai, hiện giả Mộc Gạch La Na, thật hy hữu thai, hiện giả Mộc Gạch La Na, có đại thần lực Đà Tôn giả Maha Mộc Gạch La Na, có đại uy lực, vì rằng hiện giả có thể thấy được giả so, nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói nên lời cảm hứng này. 4. Tâm ai như tạng đã, an trụ không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Và bài chánh văn đến đây đã chấm hết. Còn tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-tha-ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn Quynh Quát, cảm ơn cô Tina cho biết đã nghe rõ. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Hôm nay đó thì chúng ta học cái bài số 4 La Mã, số 5 La Mã, 6 La Mã. Cái bài học hôm nay bốn chữ sáu đầu bốn. Bên bản in của chúng tôi nó in lộn, đúng là con số 1 La Mã đứng trước con số 5 La Mã nó mới đúng. Đây in con số 1 La Mã đứng sau. Tuy vậy mà chúng tôi cũng đã báo với cô Dương Pháp là chiều nay giảng bài 4 mà. Bài 4 La Mã. Trước khi giảng cái bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Aphiwadami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Xoa khá tô phá gá quá ta thâm mô thâm măng nạc ma sa mỹ. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subati bano phá gá quá tô sa quá ca sang khô sang căng nạc ma mỹ. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh,
là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mẫn tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng tôi xin nhắc lại cái câu chuyện liên quan đến cái bài học hôm nay. Câu chuyện được xảy ra là khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ngồi thiền tịnh, thiền định. Thì có hai giỏ xoa bay từ đi từ hướng Nam sang hướng Bắc gặp Ngài Xá Lợi Phất. Thì con giỏ xoa thứ nhất đòi đập cái chùy lên trên đầu Ngài Xá Lợi Phất. Thì con giỏ xoa thứ hai can ngăn, bởi vì đó là những cái việc làm nó gây đến cái khổ đau, cái quả rất là khổ đau lớn. Nhưng mà con giỏ xoa đã quyết đến lần thứ ba, mặc dù can ngăn lần thứ ba thì con giỏ xoa vẫn đập cái chùy lên trên đầu Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên á, thì chúng ta biết là Ngài có được mệnh danh là đệ nhất về thần thông. Cho nên là mặc dù là Ngài có ở xa đi nữa hay như thế nào đi nữa, thì cũng thấy được hai con giỏ xoa này đã có những cái ý định. Con giỏ xoa kia đã có cái ý định đập cái chì vào đầu của Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài đến Mốc Đa La Ná, Ngài đến để Ngài nói với tôn giả Xá Lợi Phất đấy, thì có đau hay không? Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là nó cũng hơi đau đau một chút. Và được biết đó là giỏ xoa đó, thì quý vị biết đó là một trong những cái chúng loại phi nhân. Chúng loại phi nhân nó cũng nửa phần của, nó giống giống như là Atula, và nó cũng giống giống như ngạ quỷ. Tức là cái loài này nó cũng rất là hung ác. Nó rất là hung ác. Chúng ta biết rằng sanh vào trong khổ thú thì nó có nhiều cái chủng loại khác nhau lắm, nhưng mà nó cũng tùy thuyền nghiệp, tùy theo nghiệp để rồi sanh trong cái loài đó, cái nghiệp bất thiện cho nên sanh vào cái loài. Rồi khi mà cái con giỏ xoa nọ đánh vô rồi cái đầu của Ngài Xá Lợi Phất rồi đó, thì con giỏ xoa đó tức tốc chết, sanh vào trong địa ngục liền. Riêng Ngài Xá Lợi Phất thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên đến hỏi thì cảm thấy có đau hay không, có như thế nào, thì chúng ta biết rằng cái quả chùy của cái con giỏ xoa đó nó rất là nặng, rất là to. Nói là đánh một cái con voi là 8 phủy tai. Một phủy tai chúng ta cho nó độ khoảng gần 5 tấc, coi như 5 tấc đi, mà 8 phủy tai coi như là gần 4 mét chiều cao của con voi á. Con voi lớn vậy. Mà con voi đó bị đánh một cái chùy đó, đó thì nó cũng văng xa đó, chứ không phải là văng gần. Đây cũng như là cái được ví dụ như là một cái quả núi vậy, đất cái chùy đã đánh vô còn tan nát đi, còn bể cái quả núi. Thì để nói rằng cái sức mạnh của quả chùy của con giỏ xoa nó đánh đó, nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất á, ở đây á, chúng ta phải làm rõ chỗ này. Cái câu kệ ngôn mà gọi là tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân, tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được. Ở đây đó thì chúng ta làm rõ là với một cái người thường bình thường đó, cái người mà chứng thiền bình thường đó, thì xin thưa quý vị là cái quả chùy này nó đánh một cái là tan xương nát thịt đó, chứ không phải là còn nguyên đâu. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất đó, là Ngài đang nhập thiền diệt thọ tưởng định. Thiền diệt thọ tưởng định. Cái loại thiền này, cái trình độ mà nhập thiền này nó là chỉ có cái bậc A-la-hán nhập được.
tức là vừa là chứng thiện chỉ, năng lực của thiện chỉ, và là một quả vị của vị A-la-hán, thì vị đó mới có thể nhập được. Để nói sơ về cái cách mà thiền này đó, là trong khoảng thời gian 7 ngày đó, là thọ và tưởng không sanh khởi, tức là một cách vắng lặng ở trong các cái thiền khác á, thì thọ tưởng cũng có thể sanh khởi. Nhưng mà thiền này đó, là một trong những cái thiền, cái năng lực của thiền là thọ tưởng tạm thời không có sanh khởi. Và trong 7 ngày đó thì cái năng lực, do cái năng lực của thiền đó, thì cái vị này không có ăn gì hết, không có ăn cũng không có uống gì hết nha. Nhập định vô một lần một, từ lúc nhập định cho đến xả định đó, trong vòng 7 ngày thì không có tâm hành, thọ hành không có sanh khởi, tâm hành không có sanh khởi, cái năng lực vậy. Và trong 7 ngày đó thì không có ăn uống gì hết đó, và cơ thể vẫn sống khỏe vậy. Nhưng mà đặc biệt đó là cái người mà nhập thiền này đó, thì không có một cái vật gì mà va chạm hay là giết chóc để cho vị này chết, ngay cả lửa cháy nước trôi cũng không chết nữa. Đó là như vậy, cái năng lực của thiền này là ngoại trừ có một việc mà trong vòng 7 ngày đó, vị đó nhập đó, mà cái vị đó biết rằng tăng đang cần vị đó, tăng đang cần vị đó, có nghĩa là ý của tăng, tăng chư tăng muốn là cái vị đó xả thiền để làm một cái công việc gì đó, thí dụ như là sám hối, hay là hoặc là làm một cái công việc thiết pháp độ đời gì đó, thì các vị này tự động biết và xả định, xả định, chứ còn không có thể nào mà xả định một cách ngang được, chỉ ngoại trừ cái ý của tăng cần, mà mình thường thường mình nói là tăng sai, tức là cái vị này chỉ chấp thuận theo cái sự yêu cầu của tăng thôi, chứ không có một cái lý do gì mình có khiêng cái vị này bỏ đi đâu cũng không có bỏ được, rồi lửa không thể cháy, nước cũng không thể cứu, mà cũng không có một cái vật gì mà sập xuống á để mà làm nghiền nát cái người đó được. Thì ở đây đó, chúng ta đang nói đến ngày Xá Lợi Phất. Ngày Xá Lợi Phất đang nhập thiền diệt thọ tưởng định, cho nên nó có cái năng lực như vậy. Ngoại trừ trong vòng 7 ngày đó mà tăng cần thì vị đó tự động biết, thần giao cách cảm vị đó biết được, rồi vị đó xả thiền ra thì sẽ thuận theo cái ý tăng, tăng sai sao thì vị đó sẽ làm như vậy. Đó là những cái điều mà chúng ta biết là cái năng lực của thiền diệt thọ tưởng định Nikkhassamathi, tức là một cái loại thiền mà dường như là thọ hành và thọ và tâm hành và thọ hành không có sanh khởi, tưởng hành không có sanh khởi. Chúng ta lưu ý vậy. Bây giờ trở lại với cái bài kệ mà ở đây nói đến một cái bậc mà hoàn toàn giải thoát như là ngày Xá Lợi Phất. Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham khả ái, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Bây giờ chúng ta đặt ngược lại. Chúng ta sở dĩ khổ đó là vì chúng ta còn luân hồi. Và chúng ta bị luân hồi là cái yếu tố của phiền não. Do cái yếu tố của phiền não. Ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, thì cái nguồn gốc của phiền não là vô minh, tham ái và chấp thủ. Chấp thủ nó là một phần của tham ái thôi. Chấp thủ nó là tham ái chín muồi, tham ái lớn mạnh mà nó trở thành cái chấp thủ. Nhưng mà ba cái nhân đó là nhân của luân hồi.
Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có dạy ở trong Kinh Thập Thượng đó, Ngài dạy rằng Avicca cha tanha cha ime dve thambaha tappa, tức là vô minh và tham ái là hai pháp cần phải đoạn trừ. Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở trong Kinh Thập Thượng gì vậy? Bây giờ nè, chúng ta thấy rằng sở dĩ mà chúng ta luân hồi là do phiền não. Phiền não là cái chất liệu để khiến cho chúng ta có cái hành động. Hành động mà ở trong giáo lý Duyên Khởi gọi đó là hành. Là hành, bao gồm cả hành động thiện và hành động bất thiện, ngay cả luôn cả cái hành động vô, hành động gọi là bất động hành. Tức là ở đây đó là những vị mà gọi là tu thiền, chứng thiền vô sắc á. Theo vi diệu pháp thì vô minh thì chúng ta biết rồi. Vô minh tức là cái sự mê mờ, cái sự không sáng suốt. Do mình không biết như vậy cho nên là mình có cái hành động. Mình không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là sự ô nhiễm, đâu là cái sự thanh tịnh, không biết. Đó là chính là vô minh. Trong kinh định nghĩa cái vô minh á, tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Hay trong luận tạng thì các ngài giải thích rằng là do bất tri quẩn xứ quê giới, quá khứ hiện tại và vị lai, cho nên được gọi đó là vô minh. Cho nên nếu dựa trong kinh chúng ta thấy rằng bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là không rõ về bốn sự tập, khổ tập diệt đạo đó. Ở đây tức là thấy rõ bằng trí thánh đạo. Còn cái trí của chúng ta đó, cái trí của những người phàm phu đó, thì chúng ta không kể ở đây. Bởi vì cái trí này nó cũng là trí văn thôi, chứ cũng không phải là một cái trí tu chứng. Cho nên là chúng ta cũng có khi chúng ta cũng thấy được, hiểu được Phật dạy ở trong kinh đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà không đủ khả năng để đoạn trừ phiền não được. Không đủ cái năng lực để mà đoạn trừ phiền não được. Cho nên ở đây được gọi là vô minh, chính là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Và chính mình không rõ những điều đó, cho nên là mình vẫn để cho cái tham ái nó sanh khởi. Tham ái nó sanh khởi, dẫn để cái sự chi phối của tham ái. Khi nói đến tham ái thì hồi nãy chúng tôi đã dẫn chứng một cái câu của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy ở trong kinh á. Avicca cha tanha cha ime dve thamma baha baha tappa, tức là vô minh và tham ái là hai pháp cần đoạn trừ. Chúng ta phải đoạn trừ điều đó, cho nên chúng ta mới không có khổ đau. Mà ở đây á, nói cái tâm của một vị thánh là chúng ta nói tùy theo. Thí dụ như các vị Phật tử cũng thường nghe đó, là mình được ở trong kinh điển Pali của chúng ta đó, là phải nói rằng là rõ ràng, rõ ràng. Ở kinh điển Đại Thừa thì hay là kinh điển Bắc Truyền ấy, thì người ta còn nói quả vị A-la-hán là như thế này còn thấp kém. Thì sự thật ra đó, đó là cái giai đoạn của Phật giáo sau này để định nghĩa quả vị A-la-hán. Nhưng mà sự thật đó, chúng ta đọc ở trong kinh điển Pali thì chúng ta mới thấy rằng đó là chính Đức Phật cũng là A-la-hán. Chúng ta thấy rằng là ở trong kinh điển Pali không có một cái từ nào xài cái từ Phật hết á, mà còn là xài cái từ A-la-hán. Và Đức Phật nếu có xưng với lại đệ tử của Ngài thì nó là Như Lai, chữ Tathāgata. Còn là A-la-hán ở đây là chỉ cho chữ A-la-hán. Mà cái từ A-la-hán á, thì chúng ta cũng biết đó là một cái danh từ thuật ngữ mà ngay cả
đạo Bà La Môn thời bấy giờ và nay là Ấn Độ giáo người ta vẫn xài ở trong các cái thư tịch, ở trong các cái văn khố, ở trong các cái bộ kinh Veda của Bà La Môn, họ vẫn xài cái từ A La Hán. Nhưng mà A La Hán mà được Đức Phật ngài sử dụng đó thì ngài định nghĩa theo cái ở trong giáo pháp của ngài. Hay hoặc là cái từ Sa Môn cũng vậy. Sa Môn là chỉ Samana, tức là chỉ cho những đoàn tu sĩ tu ở trong đạo Bà La Môn cũng là Sa Môn. Và trong Phật giáo của chúng ta, chư tăng thời đó người ta cũng gọi là Sa Môn. Cho nên có những người đó, họ đương thời họ gọi Đức Phật đó là Sa Môn Gotama. Có những người họ gọi vậy. Ví dụ như gặp những người ngoại đạo hay là gặp người nào đó thì thường là họ so với Đức Phật chúng ta đó là Sa Môn Gotama, tức là chỉ cho những vị du sĩ rài đây may đó, sống không có gia đình để tu. Chúng tôi trở lại nói cái câu mà A-la-hán á, cái từ A-la-hán là một cái từ mà Đức Phật sử dụng ở trong cái kinh điển của ngài, phần lớn là kinh điển ở trong Pali, nhưng mà để này ngài định nghĩa rằng một bậc A-la-hán ở trong đạo Phật, trong Phật giáo là một bậc hoàn toàn giải thoát, diệt trừ. Chúng tôi trở lại khi nói rằng là cái nhân của luân hồi đó thì đó là do tha mái. Mà tha mái là cái chất liệu để tạo nên chúng ta đầu tư, chúng ta hành động. Vì có cái sự ham muốn nè, rồi vì có cái sự tầm cầu, có cái sự tầm cầu, có cái sự ham muốn. Ham muốn nó nhiều lắm quý vị. Chúng ta ham muốn trong ngũ dục, thích thú trong ngũ dục cũng là tham, ái, tham dục. Rồi chúng ta ham muốn ở trong cái sự tái sanh, tầm cầu cái này, tầm cầu cái nọ, tái sanh. Thì cái đó chúng ta gọi là hữu. Do cái tham ái đó cho nên khiến cho chúng ta tầm cầu tái sanh. Giống như chúng ta ví dụ như thế này nè. Chúng tôi, mình muốn đi vô cái chỗ đó, đến cái chỗ đó thì mình mới có mặt ở chỗ đó được. Bằng mọi cách mình đi đến cái chỗ đó. Ví dụ dùng phương tiện này, phương tiện kia để mình đi đến chỗ đó. Còn mình không muốn thì không có thể nào mình có mặt ở đó. Ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là do chất liệu của tham ái cho nên khiến chúng ta hiện hữu ở trong cõi dục. Chúng ta hiện hữu ở trong cõi sắc. Chúng ta hiện hữu ở trong cõi vô sắc đó. Cho nên trong giáo lý tứ đế, Phật dạy rằng chính khổ này là nguyên nhân do tập đế tính là tham ái. Mà khổ là sự hiện diện, chúng ta cần phải nhận diện. Nhận diện ra nó. Dù chúng ta là nhận diện ở trên phương diện trí tuệ của phàm phu, sự hiểu biết của phàm phu, sự nhận thức của phàm phu, nhưng mà ở đó chúng ta cũng đã có một phần nhận diện được sự khổ. Chúng ta không có nhận diện được sự khổ. Chúng ta cho cõi đời này nó là cái gì đó. Đó là mỹ miều, đó là đẹp đẽ, đó là khả ái, khả lạc đấy. Thì rõ ràng đó là sự dướng mắt của chúng ta. Còn đối với Bậc Thánh thì các ngài không có như vậy. Không có như vậy. Các ngài dứt trừ tham. Bây giờ nói nè. Tùy theo mỗi Bậc Thánh. Các vị nghe giảng nhiều. Rồi có khi các vị cũng đọc ở trong kinh, các vị cũng nghe, cũng biết. Đó là bậc Tu Đà Quần thì đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên. Đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Cho nên cái ái chấp đối với các cái bậc, đối với tự thân này đó, đối với bậc Tu Đà Quần thì các ngài cũng đã dứt rồi. Nhưng mà các ngài vẫn còn có cái ngã chấp, còn có cái ái chấp đối với sắc và vô sắc. Cho nên là các ngài vẫn phải tu tập và vẫn phải còn phải tái sanh tiếp tục nữa. Mặc dù là bậc Tu Đà Quần thấy Niết Bàn lần đầu tiên đó, nhưng mà rồi cái thấy đó cũng giống như là một người ở xa xăm. Chúng ta đi trong đêm tối, chúng ta gặp một ánh tia chớp sáng lên rồi lại tắt liệm.
Một lát sau chúng ta đi nữa, chúng ta thấy một tia chớp sáng lên rồi lại tắt liệm. Thì cái đó đó giống như cái tâm trạng của một vị tu đạo quần, thấy được niết bàn ở trong lần đầu tiên, thấy xa xa như vậy thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì các vị này không còn sanh trong khổ cảnh. Bậc tu đạo quần là đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: thân, kiến, nghi và giới khấm. Cho nên cái ái chấp về tự thân đối với bậc tu đạo quần cũng đã giảm rồi, bớt rồi, không còn nữa rồi. Rồi về nghi nữa cũng không có nữa. Nghi về ân đức của Tam Bảo, nghi về luân hồi, nghi về sự ô nhiễm, nghi về giáo pháp, cái pháp thực hành của mình, các vị đó cũng không có còn nghi nữa. Và hơn nữa, cái phương pháp mà tu sai trái đó, các vị không có hành, bỏ đi cái giới cấm thủ. Cái gì mà hành sai trái với chân lý, nó không thiết thực đưa đến cái sự giải thoát an lạc, thì các ngài không có hành. Các ngài không có hành. Rõ ràng cái chỗ đó. Rõ ràng chỗ đó. Rồi bậc Tư Đà Hàm làm giảm nhẹ, tức là Sakkadagami đó. Tu Đà Quần là Sotapatti, nhưng mà Tư Đà Hàm là Sakkadagami, tức là chỉ cho bậc mà nhị quả đã giảm nhẹ được dục ái, mới có làm giảm nhẹ thôi. Giảm nhẹ những cái dục ái thô thiển đó, nó giảm bớt, nhưng mà còn những cái dục ái vi tế. Dục ái vi tế. Và cái sân á, nó cũng được giảm đi, nhưng mà cũng còn sạch. Cái sân thô nó không còn. Ở đây chúng ta nói giống như cái đời sống đời thường của chúng ta thôi. Có những người ai thì phàm phu, ai cũng có sân hết. Nhưng mà có người thì cái tánh rất là sân. Đụng một chuyện một chút là sân. Đụng một chuyện một chút là sân. Người ta nói cái gì chút sân, thấy cái gì chút không hài lòng là sân. Mà sân lên là bực bội, quát tháo, bộc lộ ra rất là dữ tợn, rất là dữ tợn. Nhưng mà có người đó cũng khó chịu, cũng không hài lòng, nhưng mà người ta không có bộc lộ. Ý chúng tôi muốn nói gì thì có nghĩa là bậc Tu Đà Quần thì bậc A Na Hàm đó, là bậc nhị quả đó, các ngài không có còn những cái sân thô nữa, không còn những cái dục ái thô nữa, nhưng mà các ngài còn những cái dục ái vi tế, cái sân thô vẫn còn. Rồi cái bậc tam quả chúng ta thấy là dứt trừ được dục ái và sân, không có sân nữa, không có sân. Thì ở đây đó, ở trong sớ giải thì giải thích cho chúng ta biết là bậc Tu Đà Quần đó là hoàn thiện, trong sạch, thành tựu về giới. Bậc A Na Hàm tức là bậc tam quả là hoàn thiện và thành tựu về định. Và bậc A La Hán là hoàn thiện và thành tựu về tuệ. Và con đường giới định tuệ tức là con đường mà gọi là con đường phạm hạnh mà Đức Phật cũng như là chư Phật đã từng giáo truyền cho chúng ta. Giáo pháp mà ngày nay chúng ta tu tập đó, là tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ thôi. Và các bậc thánh cũng đi con đường đó, vâng theo lời Phật dạy, vâng theo lời Phật dạy, thực hành trên con đường đó, trên những phương pháp đó. Mình gọi là con đường, mắt gá là con đường, hay là một phương pháp để chúng ta hành trì thôi. Ở trong giáo lý tứ đế thì gọi là khổ đế là phần cần phải biết, nhưng mà tập đế là cần phải đoạn trừ, là khi nãy chúng tôi đã nói đó, ngài Xá Lợi Phất dạy đó, vô minh và tham ái là pháp, hai pháp cần đoạn trừ. Nhưng mà vô minh á, cũng là một pháp, cũng là một phiền não. Nhưng mà tham ái chính là thập đế, tham ái chính là thập đế. Muốn bớt khổ, muốn không có khổ nữa thì phải đoạn trừ cái tham ái. Bởi vì chúng ta có khổ ở đây đó là do tham ái thôi. Do tham ái chúng ta mong muốn tái sanh chỗ này, tái sanh chỗ kia, hưởng thụ cái nọ, tầm cầu cái kia, vân vân. Từ cái sự tầm cầu đó cho nên chúng ta có sự hiện hữu. Giống như chúng ta muốn có mặt ở nơi đó thì bằng mọi phương tiện, bằng mọi cách chúng ta có mặt ở nơi đó. Chúng ta sở dĩ có mặt ở nơi đó là vì chúng ta muốn chúng ta có mặt. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là tham ái là cái yếu tố mà làm cho chúng ta tìm cầu, tầm cầu. Tầm cầu nơi này, tầm cầu nơi nọ. Cho nên là chúng ta thấy cái gì nó cũng mỹ mãn, cái gì nó cũng đẹp hết á.
Nhưng mà về góc độ nhìn của các bậc thánh cũng như chư Phật này, thì các ngài thấy là sự hiện hữu của ngũ uẩn đó, đó là một cái gì đó nó khổ lắm. Nó khổ lắm. Trong kinh ngài có ví dụ nè, dù là chúng ta hiện hữu ở cõi sắc, chúng ta hiện hữu ở cõi dục, chúng ta hiện hữu ở cõi vô sắc, thì nhìn góc độ so sánh giữa cái khổ đó, giữa cõi dục và cõi vô sắc và cõi sắc này, nó khác nhau. Mình ở cõi dục thì mình nói cõi vô sắc đó, cõi sắc đó, nó là hạnh phúc. Nhưng mà ít ra đó là cõi sắc hay là cõi vô sắc cũng là sự hiện hữu. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài nói ví dụ cái phân á mà nó dính ở trong cái đầu móng tay của chúng ta đó, dù là ít hay là nhiều thì nó cũng rất là hôi. Rất là hôi thôi. Cái sự hiện hữu đó Phật nói nó đó là sự khổ. Khi nào mình nhàm chán sự khổ, trong kinh Tương Ưng Phật có dạy như thế này. Ai ưa thích với sắc, người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì không thoát khổ. Nói sao, tại sao mình ưa thích với khổ? Tại vì mình ưa với sắc, cho nên đồng nghĩa là ưa thích với sự khổ. Mà khi ưa thích với khổ, ý ưa thích với sắc đó, đồng nghĩa là ưa thích với khổ. Mà ưa thích với khổ thì không thể thoát khổ. Tương tự như vậy, thọ tưởng hành thức, tức là Đức Phật muốn ám chỉ cho chúng ta rằng là sự ưa thích đối với ngũ uẩn này thì đó là sự khổ. Vậy đó là chất liệu tạo cho chúng ta thích thú tồn tại, có mặt và tồn tại. Cái gì làm cho chúng ta có mặt và tồn tại, cho nên chúng ta vẫn thấy nó là hấp dẫn. Vẫn thấy ở khía cạnh này, khía cạnh kia là hấp dẫn. Nhưng mà góc độ của bậc thánh thì các ngài không thấy vậy. Các ngài không thấy vậy. Cho nên tùy theo mỗi một bậc. Bây giờ nè, khi mà tâm an tịnh, trong tin mô tả đó là cái tâm của ai an tịnh, chỉ cho bậc tâm, bậc A-la-hán ấy, là hoàn toàn an tịnh, hay là bậc tam quả là có thể có được sự an tịnh. Tại vì bậc tam quả đã dứt trừ được năm cái thượng phần, cái hạ phần kiết sử rồi. Hạ phần kiết sử. Hạ phần kiết sử tức là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Chúng ta thấy không? Cái tâm sân của các ngài không còn. Ở đây có chúng ta thấy nè. Đáng phẫn nộ không sân. Đáng phẫn nộ mà không sân. Tức là đáng sân mà không sân. Tại vì sao? Các ngài đã giúp trừ. Mà nãy chúng tôi đã có liên hệ với quý vị đó, là cái vị mà có trình độ mà nhập thiền diệt thọ tưởng định là chỉ có bậc tam quả và bậc A-la-hán, bậc tứ quả thôi. Chứ còn những vị thiền khác, thiền mà gọi là phàm phu thì cũng không thể nào mà dù mình chứng tới ngũ thiền theo Duy Diệu Pháp, hay là tứ thiền ở trong kinh tạng, hay là ngay cả những vị mà chứng thiền vô sắc cũng vậy. Thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, vị phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Thì bốn thiền đó cũng là tầng thiền cao đó, nhưng mà cũng chưa đủ trình độ để nhập thiền diệt thọ tưởng định. Ở đây là vậy đó. Cho nên ở đây khi nói rằng là ai dứt được phẫn nộ không sân, tức là chỉ cho cái bậc mà hoàn toàn dứt trừ. Chúng ta có thể hình dung rằng một cái lá sen mà chúng ta có đổ nước xuống bao nhiêu thì lá sen đó nó cũng không ẩm ướt, ẩm thấm chứa trên đó được. Nó cũng phải trôi lăn những cái giọt nước đó đi thôi. Thì ở đây là đối với cái bậc mà vô nhiễm á, thì các ngài không bị nhiễm dù là một lý do gì. Cho nên chúng ta lưu ý á, là ở đây đó là chỉ cho các cái tâm của bậc thánh. Mà tâm đã an tịnh rồi thì dù núi đá có thao, có gì đi nữa thì tâm các ngài cũng không dao động. Cho nên trong kinh Trung Bộ có mô tả là một lần nọ đó, khi mà Đức Phật ngài ngồi tọa thiền đó, thấy không? Ngài ngồi tọa thiền đó. Nhưng mà một đoàn xe bò đi qua con suối, người ta đậu ở đó, người ta múc nước, người ta uống, rồi người ta múc nước trữ trên một cái đoàn xe bò. Ngày xưa đó là người ta đi thương buôn đó. Những cái người thương buôn có hai cái con đường, một là đường bộ thì người ta đi bằng xe bò, xe cừu gì đó, xe ngựa gì đó. Nhưng mà đi đường thủy thì người ta đi bằng đường tàu, đường ghe gì đó, vân vân. Chỉ có hai đường đó. Thì cái đoàn thương buôn này đi một đoàn như vậy đó,
rất là nhiều chục chiếc xe. Ở trên chiếc xe đó có một dài rất là nhiều người. Trên một đoàn đó, rất là trong một đoàn đó có rất là nhiều người, rất là nhiều người. Nhưng mà rồi người ta nói chuyện xôn xao, tiếng bò đi, rồi tiếng nước khua ở dưới suối đó, dưới dòng suối đó, thì chúng ta biết băng qua đó thì rất là lớn, rất là kêu, rất là lớn, ồn ào vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng hoàn toàn nhập định, không có ai biết gì hết. Ở đây chúng ta muốn nói đến những cái bậc mà hoàn toàn dứt trừ. Cho nên cái tâm của mình á, sở dĩ mình bị dao động. Dao động là chúng ta thường đó, là chúng ta là nội là cái dao động là như thế này nè. Chúng ta bị tám cái ngọn gió đời nó khuynh đảo chúng ta, nó khuynh đảo cho chúng ta, làm chúng ta phải khổ lụy rất là nhiều trong cuộc đời này. Rất là nhiều trong cuộc đời này. Được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được và mất, cái có và cái không đó. Cái mất đó làm cho chúng ta phải khổ lắm, phải nao lòng lắm. Lòng tâm của chúng ta rất là nao, chúng ta rất là sợ, rất là khổ. Vì bởi vì chúng ta tham cầu. Chúng tôi muốn nói như thế này nè. Mình thì rất là sợ chết. Bình thường là mình rất là sợ chết. Có những người nói tôi không sợ chết. Cái người mà nói không sợ chết, một là họ nói nó không thật. Để đối diện trước sự chết mà không sợ chết là chúng tôi nghĩ là không đúng. Nhưng mà cái người mà nói không sợ chết là vì họ có cái mục đích gì riêng. Thí dụ như cái lý tưởng của họ chiến đấu, làm người lính để chiến đấu cho cái gì đó, bắt họ xung trận thì họ phải đi thôi. Nhưng mà đối diện trước sự chết đó, họ cũng sợ chứ. Ngày xưa chúng tôi nghe nói là những cái thuốc súng á, cái thuốc súng mà súng bắn cá, đạn bắn cá nhân á, những cái thuốc súng từ súng lớn, súng nhỏ vậy đó, cái thuốc đạn đó, nó có cái chất kích thích cho những người lính. Khi mà họ xung trận thì đương nhiên họ bắn đạn ra thì cái khói của thuốc súng đó nó bay ra đó, nó kích thích cho cái người lính đó, nó rất là hăng. Cho nên là dù gì đi nữa họ cũng xung trận, hay là họ chiến đấu vì mục đích gì đó, thì cái mục đích mà họ nói đó là họ chết họ không sợ đó, thì sự thật quý vị đó nó cũng không hoàn toàn đúng đâu. Ngày xưa chúng tôi nhớ ở trong truyện Tàu có nhắc đến cái Kinh Kha, mà Tráng Sử Kinh Kha đó, mà đi thích khách vua Tần Thủy Hoàng đó. Chúng tôi nhớ có một cái câu chuyện, có ông Tần Vũ Dương, tức là Kinh Kha Tần Vũ Dương đó, là dám giết người trước ở tuổi 13, khi ra chợ mà giết người mặt không có xanh, mặt không tái, mặt không tái, tỉnh bơ. Rồi tới Kinh Kha đó mà đi thích khách, làm cái nhiệm vụ mà giết thích khách của vua Tần Thủy Hoàng thì cũng như vậy, cũng làm những cái công việc đó. Tính Kha rất là tỉnh, không có tái mặt. Nhưng mà nói vậy đó, quý vị biết rằng đó là nói ở trong một cái người trầm tĩnh, một cái người bình tĩnh thôi, chứ đối diện trước sự chết nó cũng khiếp hơn gấp mấy lần vậy nè. Khi mà Kinh Kha đi giết đó, đi mặc dù đi lãnh đi giết mà Tần Thủy Hoàng cũng không giết được đó. Quý vị biết rằng, chúng tôi nhớ cái bài thơ đó nói là: Tráng sĩ ơi một đi không trở lại, dòng sông dịch thủy rẽ đôi nơi, rượu hồng ngõ hận đầy dơi ấy, tiếng trúc còn mang mãi với đời. Tức là nói đến cái Tráng sĩ Kinh Kha đi nhiệm vụ mà đi thích khách Tần Thủy Hoàng mà cũng đâu có giết được đâu Tần Thủy Hoàng. Thì ở đây đó, chúng tôi muốn nói cái hình ảnh của Tần Vũ Dương hay là cái hình ảnh của Kinh Kha đó, là nói đến một cái người ta giết người vì mục đích gì đó, vì mục đích riêng gì của họ, thì cái chuyện đó là của họ. Nhưng mà sự thật đó, đối diện trước sự chết nó còn khủng khiếp hơn nữa. Người ta sợ gì sợ chết, vì người ta muốn được sống. Và trước khi chết thì có những điều mà người ta mong muốn, hay là những điều trăn trối. Mình thì thường thường có một cái điều đó, chúng tôi sợ dĩ nói dài dòng là vì là mình muốn được cái này, muốn được cái kia. Thường đó là ông bà mình nói cái là
trẻ thì sống hướng về tương lai, nhưng mà già thì nuối tiếc về quá khứ. Người già đó, sống nuối tiếc về quá khứ. Cho nên cái người già họ thường nhớ đến hồi nhỏ họ sống ở đâu, rồi cái làng nước quê hương ở đâu, cảnh vật như thế nào, rồi sự việc nó xảy ra như sao sao, họ nhớ mồn một. Họ càng nhớ nhiều thì họ nuối tiếc về quá khứ càng nhiều. Còn cái người trẻ thì sống hướng về tương lai. Mình vạch định cho mình một cái tương lai như thế này, tương lai như thế nọ, đó đẹp lắm. Nếu một người sống có ý chí, rõ ràng là họ luôn luôn vạch ra cho họ một cái nuối tiếc, cái tương lai rất là đẹp. Mơ ước cái này, mơ ước cái kia, phải không? Thành công cái nọ, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm gì đó, làm cái gì đó, vân vân. Thì làm cái gì đó chính là cái sự mơ ước của mình. Mà ở hai cái điều đó đó, nuối tiếc về quá khứ hay hoài tưởng về tương lai, hay là cái gì đi nữa, hướng vọng tương lai, thì tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ ở tham ái mà ra. Cho nên là người mà sắp chết thì họ sợ chết, và họ sợ cái chết này bởi vì cái tham ái. Rồi họ cũng mong muốn là họ trăn trối những điều mà làm đúng như những cái di nguyện của họ. Con cháu sẽ làm đúng di nguyện của họ. Họ mơ ước cái này, mơ ước cái kia. Con cháu đề quề hay là làm một cái mộ, cái gì đó, vân vân. Cái điều mơ ước đó, tất cả những cái điều đó, nó bắt nguồn từ ở cái tham ái. Đây, chúng ta kéo theo. Khi mà mình, tâm mình mà lâm chung á, mình không nhớ những cái gì mà được chánh niệm, mình không nhớ được một cái gì để tâm được định tĩnh, thì rõ ràng là mình sẽ bị bất lợi, bị các cái cảnh nó sẽ quay cuồng. Và lúc cận tử nghiệp thì chúng ta sẽ bắt cái cảnh đó, tâm mình bắt cái cảnh đó, thì mình sẽ bị tái sanh trong cảnh đó. Thì dù gì nữa thì trong đời sống mình có tu hành, mình có tu tập thiện pháp, có tạo lập thiện pháp rất là nhiều. Nhưng mà nó, nếu không đủ, nó không đủ năng lực để mà nó trở thành chữ trú dẫn, thì chúng ta sẽ bị chao động. Mà khi chao động, tâm bị chao động thì sẽ bị dắt dẫn bởi cảnh. Cho nên ngoài nghiệp, còn nghiệp tướng và thú tướng. Thú tức là nơi mà chúng ta sẽ tái sanh, chúng ta thấy cảnh đó. Còn nghiệp tướng tức là những cái gì liên quan với đời sống của chúng ta, quen làm những điều đó. Và nghiệp là những gì mà chúng ta đang tạo tác trong đời sống, cả thiện và bất thiện. Chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì ở đây, trở lại với cái câu nói rằng là an trú không dao động. Bậc này là bậc mà chỉ là mình chỉ cho bậc thánh, mà bậc thánh A-la-hán, hai bậc thánh tam quả A-na-hàm không có dao động, tâm không dao động. Cho nên chúng ta đối diện trước một cái cảnh gì đó bị dao động, phàm phu thì bị dao động ít hoặc là nhiều, mình ráng mình tập, mình tập cho mình ít dao động thì cái tâm của mình dễ được, dễ dàng có được cái sự an lạc. Còn mình dao động đối với trước cảnh thì mình dễ bị khổ lụy lắm, khổ lụy hết cảnh này tới cảnh kia. Mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình đã có một cái sự tu tập đó, hay là mình về cao tuổi rồi đó, thì mình cần lo cái gì cần lo thôi. Mà lo ở đây chúng tôi nghĩ là mình cần phải làm cái gì cho nội tâm, cái thiện pháp ở trong lòng của mình, trong sự tu tập của mình, nó lớn mạnh càng nhiều càng tốt. Chứ chúng ta còn không đủ sức để chúng ta lo những chuyện bao đồng, những chuyện này, chuyện nọ ở ngoài. Mà mình lo thì mình dễ bị dao động lắm. Sao dao động lắm? Mà khi dao động thì bất an. Mà khi bất an thì là sự khổ rồi. Nó là như vậy. Cho nên ở đây khi nói rằng tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái. Ở đây chúng ta đang nói nè. Bậc tu đầu quần á, thì các ngài đã dứt trừ được sân, dứt trừ được dục ái, dứt trừ được cả thân kiến, nghi và giới cấm thủ rồi.
tức là năm cái hạ phần kiết sử được dứt rồi. Như vậy thì dục ái các ngài dứt, nhưng mà các ngài còn ái sắc không? Còn ái sắc. Còn ái vô sắc không? Còn. Còn. Như vậy cho nên là gọi là bậc tiến tu nữa mà, bậc hữu học, là asika là sika, tức là bậc sika ở đây tức là bậc bậc mà hữu học, tức là bậc cần phải tu tập để phấn đấu tiếp tục nữa, phấn đấu tu tiếp tục nữa. Mặc dù đã dứt trừ được năm hạ phần kiết sử rồi, đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ rồi, nhưng mà rồi đó còn năm cái thượng phần kiết sử nữa chi, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật, cái đó còn, bậc bậc tam quả vẫn còn, cho đến khi nào mà tâm tứ đạo, tức là tâm mà bậc bậc a la hán sanh khởi tâm tứ đạo ở đây đó, theo như diệu pháp thì tâm tứ đạo nó chỉ sanh lên chỉ có một sát na thôi, nhưng mà ở đó được gọi là một người, chỉ có một sát na thôi, và sát na đó là nó là một cái rẹt, cái là chứng quả vị a la hán, sau đó là tâm quả, vô số tâm quả, tứ đạo thì là tứ quả, vô số tâm quả. Cho nên cái tâm đạo sanh khởi lên là cái tâm mà tâm để cắt trừ những cái phiền não đó quý vị. Cắt trừ những cái phiền não. Cắt trừ phiền não. Đoạn trừ những cái phiền não. Phiền não nào còn lại thì tự động cắt trừ. Đoạn trừ. Đoạn trừ. Như vậy thì khi mà tâm tứ đạo mà sanh khởi lên á, là cắt trừ phiền não. Sau đó là tâm tứ quả, tức là chỉ cho bậc A-la-hán. Hàng loạt tâm tứ quả, hàng loạt tâm tứ quả, gọi là bất định số, sát na bất định số. Còn tâm đạo nó chỉ sanh lên một sát na một thôi, đạo quả. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc ở trong ân đức của pháp bảo đó, hay là ân đức của tăng bảo, chứng đạo khi nào thì chứng quả khi ấy, là chữ akaliko ehipasiko, đến để mà thấy hay vượt thời gian. Vượt thời gian có nghĩa là không có khoảng cách. Mặc dù chúng ta nghe trong kinh là có vị nghe thời pháp của Đức Phật chứng quả Tu Đà Vờn rồi ngưng đó, rồi đến khi chết luôn, đến khi bỏ cái thân này luôn, rồi vị đó có khi chứng tam quả nhị quả gì đó thì chứng luôn, hay có những vị A La Hán chứng quả rồi mãn kiếp đó rồi các ngài giải thoát luôn, ví dụ vậy. Nhưng mà thí dụ như mình chứng sơ đạo thì sơ quả nó liền kề với nhau, chứng đạo khi nào thì chứng quả khi ấy, vượt thời gian là như vậy đấy, vượt thời gian là như vậy. Rồi á là nếu có vị thì chứng rồi ngừng lại đó, chứng một quả vị nào đó thì ngừng đó, rồi sau đó thì tiếp tục chứng nữa. Nhưng mà có vị là một cái rẹt vào cái là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Cho nên mình thường nghe nó là tứ song bát bối, nếu đếm đôi thì có bốn, nếu đếm chiếc thì có tám, là như vậy, là như vậy. Thì ở đây khi mà một người mà dứt trừ sân thì chỉ cho một bậc tam quả, nhưng mà dứt trừ hoàn toàn tham ái thì chỉ cho một bậc tứ quả, bởi vì dứt trừ được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Điều này cho chúng ta thấy rằng tâm sân khi nó nóng nảy lên, nó bộc lộ lên thì nó hủy diệt tất cả, chúng ta thấy nó hung tợn vô cùng, nó hung dữ vô cùng, và nó lấn áp vô cùng. Nhưng mà rồi đó, tuy như vậy, chúng ta thấy như vậy, nhưng mà dễ trừ hơn là cái tâm tham ái. Tâm tham ái nó tiềm ẩn dưới mọi hình thức. Dưới mọi hình thức, dưới mọi góc độ, dưới mọi cái quan điểm của mình. Cho nên ở đâu có ái thì ở đó còn có sự đầu tư, còn có cái sự hiện hữu. Vì vậy cho nên là Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới dạy rằng vô minh và tham ái là hai pháp cần phải đoạn trừ. Hai pháp đoạn trừ. Bởi vì khi mà mình đoạn trừ những điều đó thì mới được giải thoát hoàn toàn. Cho nên đến khi mà bậc qua A-la-hán thì các ngài mới dứt trừ được vô minh, dứt trừ được tham ái hoàn toàn. Mặc dù là bậc tam quả đã dứt trừ được dục ái rồi, nhưng mà còn ái sắc và ái vô sắc, ái sắc và ái vô sắc. Cho nên các vị đó còn tái sanh, mặc dù là chỉ tái sanh ở một cái cảnh giới nào đó,
chúng ta được đọc ở trong kinh, chúng ta biết rằng là có cái cõi gọi là tịnh cư, ngũ tịnh cư thiên, tức là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Năm cái cõi đó là cõi của bậc thánh. Mà năm cõi này đó nó tương ứng với năm cái gọi là quyền, năm quyền hay năm lực của một vị. Chúng ta nghe hay là năm quyền, tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền. Năm cái quyền này nó tương ứng với là năm cái cõi đó. Và cái vị nào mà mạnh cái quyền nào, thí dụ như vị mạnh về tính quyền chứng tam quả, nhưng mà mạnh về tính quyền, thì cái vị đó phải sanh về cõi vô phiền. Nhưng mà cái vị nào mà mạnh về tệ quyền mạnh thì sanh về cõi sắc cứu. Tuy rằng để gọi là mình chứng đạo chứng quả trong cái giai đoạn mà thời điểm thời khắc mà chứng đạo chứng quả thì ngũ quyền phải cân bằng, tức là nó phải song đều với nhau, nó phải song song với nhau, chứ nó không có cái này trội hơn cái kia. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình chứng như vậy đó, thì khi mà quá trình mình chứng như vậy đó, quá trình tu tập mình có cái tuệ quyền mạnh thì mình sẽ sanh về cõi sắc cứu cánh, nhưng mà tính quyền mạnh thì sanh về cõi vô phiền. Tương tự như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là bậc thánh Tu Đà Vờn đó, thì các ngài dứt trừ được ba kiết sử đầu tiên. Nhưng mà rồi đó thì mình quay trở lại với cái con người phàm phu của chúng ta. Chúng ta tập chúng ta đó là giúp chúng ta bỏ bớt những cái sự câu chấp đó, tham ái câu chấp chừng nào thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng chừng nấy. Và cũng là cái cách tu tập để cho chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta gột sạch hết những phiền não tham ái hay là vô minh thì chúng ta được giải thoát. Cái sân cũng vậy, chúng ta tập cho chúng ta là đừng có bực bội những cái chuyện gì nó không đáng đâu, giặt giỡn nhỏ xíu mà chúng ta cũng bực bội giặt giỡn nữa thì như vậy nó cũng không tốt cho chúng ta. Cho nên là có những người, ngay cả chúng tôi nói cả bậc xuất gia này, có những người vị xuất gia này, nóng lắm, có những vị rất là nóng, nóng tính lắm. Bản thân của chúng tôi nó cũng có nóng, chứ không phải là không nóng. Nhưng mà không phải cái gì mình cũng nóng, mình tập mình vậy. Và như vậy thì chúng tôi, cái đây là cái kinh nghiệm thôi. Mình tập cho mình biết xả bỏ chừng nào ấy, thì mình sẽ nhẹ nhàng chừng đấy. Còn mình câu chấp thì mình sẽ bị khổ rất là nhiều, khổ rất là nhiều. Đó là cái cách tu tập của mình. Tu tập cho mình khi mà mình hiểu được những điều đó, cả việc mình thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ để sao chi? Để gột sạch những phiền não, hay là chúng ta tu tập những thiện pháp cả, để nhằm hướng đến cái gột sạch phiền não này. Chứ diện nguyện rồi, ý đăng buôn nhân gì đó, nip banasapache vô hồ tú gì đó, vân vân. Với cái cước mà con làm đây làm duyên để cho con sớm chứng đắc niết bàn đi, mình nguyện vậy rồi. Nhưng mà cái phước gì? Cái phước tu tập của chúng ta. Tu tập từ trao dồi cái lời nói, trao dồi cái họng và trao dồi cái tâm trí của mình để mướn đến niết bàn. Đến một lúc nào đó mình gột sạch hết phiền não, mình đầy đủ những pháp độ ba la mật thì mình tự động được giải thoát thôi. Đó là như vậy. Nhưng mà bây giờ, ngay từ bây giờ là mình tu rồi. Mình phải biết tu, phải sửa cho chính mình. Để đạt được những cái sự không dao động hay sự không sân hận như là các bậc thánh mà chúng tôi đã thưa kỳ nãy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, hộ trì chư tu nữ Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo, vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời room
Dạ, con kính dâng bích đến thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, chúng tôi xin thay mặt chư tăng ở trong rừng một phút chúc cho rừng. Tê ta la tha su ki ta vi ro ra bu tha sa sa ne a ro ga su ki ta ho tha sa ha sa bê nhà tì phê. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái. Tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thầm tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng đắm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara wa sine tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mat cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga cha it sa ra sa pa na bu ta su ki ta pa wan tu te